trọng để có tâm đắc một cái vấn đề này mà tôi đang gặp phải, là doanh nghiệp nó đang lớn hơn cái sự lớn lên của ông chủ và chiếc áo đang bị chật. Và bây giờ vấn đề là không biết là bắt đầu ở đâu để giải phóng được lãnh đạo và tự động hóa được doanh nghiệp ạ. Cái là doanh nghiệp của em hiện tại là em thấy là chỗ nào nó gặp vấn đề, nó bận quá đi, không biết là mình sẽ phải bắt đầu ở đâu để mà giải phóng được lãnh đạo. Hỏi thầy luôn hả? Dạ. Hay là hỏi anh? Dạ em hỏi thầy luôn ạ. Cho anh chào bắt tay được rồi nha. Tôi có thể trả lời được luôn. Và anh bắt đầu từ đâu đúng không? Bắt đầu từ anh. Chủ doanh nghiệp đi học luôn giải phóng lãnh đạo, học tự động hóa doanh nghiệp. Nếu anh muốn giải phóng lãnh đạo rất là học tự động hóa doanh nghiệp. Anh bảo ban tổ chức gửi cho cái chương trình tự động hóa doanh nghiệp. FOH luôn. Nó có 3 ngày học offline, tôi dạy từ trực tiếp từ hội trường. Và sau đó có 3 tháng các đội chuyên gia của PCA kèm cặp anh. Từng tuần anh và đội ngũ của mình đi học. Bắt đầu là hình thành từng cái hệ thống, ví dụ như KPI, lương 3P như thế nào. Xong bắt đầu là giao KPI cho anh em, rồi là các cái quy trình vận hành, mục tiêu kế hoạch. Văn hóa doanh nghiệp các thứ thì anh nên bắt đầu từ anh đi học lớp tự động hóa doanh nghiệp, vậy thôi. Xong một việc đầu tiên phải làm cho PC một cái cơ hội đồng hành thôi, học theo chiều sâu. Nhân đây tôi nói luôn này này, anh chị học theo chiều sâu ấy, rất tốt. Học theo chiều nông là lo lắng lắm đấy. Giống như chị học ở lớp này được 30%, đối với học đến giống như là đúng nước sôi mà nó lên đến khoảng 50-60 độ, 30-40 độ sờ tay nó bỏng bỏng tay rồi. Nhưng mà tôi sợ nhất là gì, các anh chị thôi hoảng nữa, về tư duy cũ, thói quen cũ, môi trường cũ, cơm áo gạo tiền không áp dụng, nó không có môi trường. Hello, yeah. Mà học kinh nghiệm là học theo trường, nó không có lộ trình mà. Thế là bây giờ giống như kiểu mình rút củ ra, sau nó nguội lạnh đi lại, lần sau phải không lại thì đâu, nó không chuyển đổi, không chuyển hóa. Anh đang gặp vấn đề, thì tốt nhất là như vậy. Và trong cái lớp học đấy, PC sẽ hướng dẫn anh thăm khám doanh nghiệp, đo lường chuẩn đoán, sau đó là giúp anh doanh nghiệp anh đang gặp vấn đề gì chính xác, sau đó thì giúp anh xây dựng lộ trình. Ví dụ như tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba, chúng ta sẽ làm từng việc. Thế là nó giải quyết xong thôi. Thì tóm lại đi học trong nó hết rồi. Đi học theo chiều sâu như thế nào, để cho nó lên 100 độ C đi. Giống như kiểu mình học luôn 100 độ C cho nó sôi ngục lên. Tức là cái sự chuyển hóa nó cũng tương tự như vậy. Sau đó là mình phải đúc tiếp, tạo môi trường tiếp. Vì xây có cả một cái workshop là 52 buổi workshop mà tôi sẽ 6 tuần nữa. Anh học xong, anh xây dựng, áp dụng xong lại. Đến thứ 6 tuần anh với đội cũng dành ra khoảng 2 tiếng học tập mỗi thứ 6 tuần thôi. Các cái chuyên gia, các anh chị khi xây đã làm học hành thành sẻ mà. Học hành thành công và những chia sẻ giống như Tony Hoàng Anh Dũng. Chia sẻ giúp mình vướng cái điều có chỗ mà họ. Thì lúc đấy mới là chuyện của rất là mạnh. Thế thì bảo anh bắt đầu từ đâu nó nhiều quá thì cái việc đó là chuyện bình thường thôi. Tại vì mình đi đến cửa nghề mà. Thì bây giờ ấy là cứ bắt đầu từ đây. Làm gì? Học. Học chương trình gì? Tự động hóa doanh nghiệp. Ok anh. Anh chào bắt tay từ lớn nào, vỗ tay lớn lên nào.